Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Thì hôm nay em chuẩn bị lên một xe ổi giao cho anh khách trồng ở Long An nha anh chị. Thì cái khu này là giáp biên giới Tân Thạnh Long An anh chị. Rồi thì anh sẽ lựa chọn là hai cái giống ổi, một là giống ổi Đài Loan, hai là giống ổi Nữ Hoàng nha anh chị. Và bên em sẽ tiến hành vô bịch cũng như là chất anh giao hai nơi lần. Xe em đi xe lớn nên em đi giao hai nơi. Thì xe này toàn bộ cho ổi không nha anh chị. Đang tiến hành chất lên cây và một phần thì em sẽ vô bọc để cho dần tiện cho vận chuyển. Còn một phần thì em sẽ chất lan để tiết kiệm cái diện tích nha anh chị. Rồi ok thì cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cả nước đã tin tưởng và ủng hộ cho cây giống bên em nha. Thì hiện tại cũng gần Tết đến xuân về rồi anh chị. Thì cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị trên cả nước một mùa xuân thật là nhiều niềm vui cũng như là thật là nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua đại dịch nha. Thì ổi bên em thì liên tục có những cái cây mới nha anh chị. Thì anh chị có thể nào có cần giống ổi hay các giống khác thì có thể liên hệ với em. Thì bên em có đầy đủ tất cả các giống trên thị trường luôn. Một là ổi Đài Loan, ổi thì nói chung là tất các loại ổi. Sầu riêng, các loại sầu riêng, vú sữa Mika, vú sữa Hoàng Kim, chôm chôm Tiến Cường, hồng sô-cô-la và một số cái giống cây trồng khác nữa đang có mặt trên thị trường. Thì bên em có những cái hàng ngoại nhập cũng như là hàng sản xuất tại Bến Tre, Sabo Mexico hoặc là những cái giống khác nữa. Thì anh chị nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với trại giống bên em nha. Em quay sơ lược cái trại giống cho tất cả cô chú anh chị cùng tham quan ha. Thì bên đây tập trung ổi nhiều anh chị. Thì em còn một cái vườn ở bên kia đang chuẩn bị là tháp mít và tháp sầu riêng nha. Bên em mít thì cũng đầy đủ nha anh chị. Mít ruột đỏ Indo là một trong những giống chủ lực hiện tại nha. Nói chung là mít đó đang là cái giống thịnh hành nhất luôn. Cái giá trị kinh tế nó bây giờ rất là cao anh chị. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị nha. Thì bên em đã đến được Tân Thạnh Long An và giao cây cho anh khách ở đây nha anh chị. Thì anh chị có thể quan sát là cái vùng đất anh trồng rất là rộng luôn, mới vừa lên liếp. Thì ở đây toàn bộ là trồng ruộng, giờ là chuẩn bị lên liếp nên trồng ổi nha anh chị. Đây, cây đã tới nơi rồi nha anh chị. Thì đất của ảnh là trồng là khoảng 10 mẫu nha anh chị. Ảnh chuyên trồng ổi không và xen sầu riêng vào ở giữa nha. Và kết hợp với một số giống cây trồng khác nữa. Ổi thì đã trồng trước một mớ rồi anh chị. Thì giao một lần thì em giao khoảng 5.000 cây một xe, 5.000, 10.000 thôi. Tại vì anh nói là không có thể nào mà đủ nhân công để trồng kịp cái số lượng nhiều nha anh chị. Thì số lượng anh trồng là đến là 15.000 cây rồi anh chị. 15.000 cây ổi, mỗi loại là 7.500. 7.500 ổi Đài Loan và 7.500 ổi Nữ Hoàng nha. Rồi cũng chúc anh thành công nha. Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ cái giống bên em nha.